Tại họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông sáng ngày mùng 5 tháng 5, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thời gian gần đây xuất hiện hình thức lừa đảo trực tuyến mới là cuộc gọi video deepfake nhằm mục đích lừa đảo chuyển tiền. Đại diện Bộ đã đưa ra các cách thức phân biệt để người dùng nhận định được các công nghệ deepfake, tránh trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Theo đó, ông Trần Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết, đối với các cuộc gọi deepfake có thể nhận diện bằng mắt thường một số dấu hiệu điển hình như thời gian gọi thường rất ngắn, chỉ vài giây. Khuôn mặt người gọi thiếu tính cảm xúc và khá trơ, tư thế lúng túng, không tự nhiên, hướng đầu và cơ thể của người gọi trong video không nhất quán với nhau. Ngoài ra, màu da của nhân vật trong video bất thường, ánh sáng kỳ lạ và bóng đổ không đúng vị trí, âm thanh sẽ không đồng nhất với hình ảnh, có nhiều tiếng ồn bị lạc vào clip hoặc clip không có âm thanh. Điều này có thể khiến cho video trông rất giả tạo và không tự nhiên. Đặc biệt, các cuộc gọi lừa đảo deepfake thường xảy ra tình huống người gọi đề nghị chuyển tiền vào tài khoản không phải của người thực hiện cuộc gọi ngoài ra kẻ gian sẽ ngắt giữa chừng bảo là mất sóng sóng yếu với các yếu tố kỳ lạ như trên là báo hiệu đỏ của deepfake người dân nên luôn cảnh giác và tuyệt đối bình tĩnh